Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh. Chiều ngày 3 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 2 tháng 11 đến 18 giờ ngày 3 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 67 ca bệnh, trong đó cộng đồng 16, khu cách ly 37, khu phong tỏa 14. Phân bố theo quận huyện: Melin 28, Hoàng Mai 9, Hà Đông 5, Sóc Sơn 3, Bắc Từ Liêm 3, Ứng Hòa 3, Quốc Oai 2, Phú Xuyên 2, Gia Lâm 2, Nam Từ Liêm 2, Ba Đình 2, Long Biên 2, Cầu Giấy 1, Thanh Oai 1, Mỹ Đức 1, Đống Đa 1. Phân bố theo các chùm ca bệnh ổ dịch. Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng 28, liên quan các tỉnh có dịch 13 chùm sàng lọc ho sốt 6, chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt 6, chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 4, chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp Gia Lâm 3, chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ Mỹ Đình 3, chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn thị trấn Quốc Oai 3, chùm ổ dịch Trần Quang Diệu ODC 2 chùm ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam 2, phân bố 16 ca cộng đồng theo chùm, sàng lọc ho sốt 6, liên quan các tỉnh có dịch 5, chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 3, chùm ho sốt thứ phát 2, phân bố 16 ca cộng đồng theo quận, huyện, Hoàng Mai 4, Gia Lâm 1, Phú Xuyên 2, Nam Từ Liêm 1, Mê Linh 1, Long Biên 1, Hà Đông 2, Bắc Từ Liêm 2 và Ba Đình 2. Để ứng phó kịp thời với tình hình dịch Covid-19, ngày 3 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bình Định đã tổ chức cuộc họp phân tích các nguy cơ và đưa ra giải pháp hữu hiệu. Theo Sở Y tế Bình Định tính riêng từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 11, đã xuất hiện các ổ dịch Covid-19 tại 35 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thị xã thành phố của Bình Định với tổng số 230 ca mắc. Trong số này có đến 162 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 2 tháng 11 là 1.735 ca, đã điều trị khỏi 1.508 ca, 7 trường hợp tử vong, số trường hợp đang cách ly điều trị là 210 ca. Nhiều địa phương có số ca mắc trong cộng đồng cao ở Bình Định như Tùy Phước, An Nhân, Hoài Ân, Quy Nhân, v.v. V. Khi phát hiện ca mắc mới, địa phương đã khẩn trương áp dụng các biện pháp khoanh vùng tầm soát truy vết, khử khuẩn các địa phương liên quan. Cùng với việc khoanh vùng các ổ dịch, Bình Định đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tổ chức tiếp nhận hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19, đã tiêm được 926.634 liều cho 756.888 người dân trên địa bàn, đạt tỷ lệ 65,18%. Trong đó có 587.142 người được tiêm một mũi, 169.746 người đã được tiêm đủ hai mũi. Theo dự báo của ngành y tế Bình Định, số ca mắc Covid-19 sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do các ổ dịch cũ vẫn còn nguy cơ lây lan bùng phát trở lại. Bên cạnh đó vẫn còn nguy cơ xuất hiện ổ dịch trong cơ sở sản xuất kinh doanh. Cụ thể, lực lượng chức năng đã lập hàng rào tạo chốt cứng tại khu vực ngã tư phố Nam Dư giao với lĩnh Nam, kèm theo thông báo khu vực nguy cơ cao liên quan người bệnh F0, F1, người dân không thể di chuyển ra vào. Phía bên trong, các hội dân đã đóng cửa hàng để phòng chống dịch bệnh. Tại khu vực bên ngoài các chốt cứng, người dân tự động lắp những vách ngăn trong suốt chống giọt bắn. Khu vực bên trong phố Nam Dư, tất cả các cửa hàng gần như đã đóng cửa hoàn toàn tại ngõ 193 phố Nam Dư, lập hai lớp hàng rào, lớp hàng rào chốt cứng và lớp hàng rào chốt mềm ở khu vực bên trong. Tại ngõ 193 phố Nam Dư, lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào nhiều lớp, chặn hai đầu nhằm kiểm soát chặt người dân ra ngoài. Ngoài ra thì phường Lĩnh Nam dùng loa kéo, phương tiện xe máy đi đến từng con đường ngõ phố, thông báo cho người dân về thời gian, địa điểm cụ thể để xét nghiệm COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, ổ dịch Nam Dư đến nay đã ghi nhận 21 ca F0. Được biết, nguồn lây ở chuỗi ca bệnh này liên quan nhân viên làm tóc ở hai salon mẹ ớt phố Trần Khoanh Diệu của Đống Đa. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, từ 11 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 442 ca mắc COVID-19, trong đó có 103 ca ngoài cộng đồng, 270 ca tại khu cách ly, 48 ca tại khu phong tỏa, 21 ca nhập cảnh. Hiện nay, thành phố đã chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cấp độ 2. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Hà Nội cơ bản đã bao phủ tiêm vaccine mũi 1, số lượng người tiêm đủ 2 mũi trong độ tuổi tiêm chủng là 55,4%. Số người trên 50 tuổi tiêm mũi 2 là 45,9%. Đến ngày 15 tháng 11, khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến lịch tiêm trả mũi 2 và thành phố sẽ hoàn thành trong 5 ngày. Từ tình hình thực tế, Hà Nội kiến nghị chính phủ bố trí sớm đủ vaccine phòng COVID-19 cho thành phố là 4,4 triệu liều, trong đó có 1,7 triệu liều vaccine để tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội luôn xác định phải chủ động một bước trong phòng chống dịch, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho thủ đô. Hơn nữa, công tác phòng chống dịch của Hà Nội có ảnh hưởng tác động rất nhiều đến các tỉnh thành phố khác. Ông Phong lý giải thêm về việc cần áp dụng các biện pháp chống dịch ở mức độ cao hơn khi nguy cơ dịch bệnh rất cao. Đã có những khu vực dịch ngầm sâu trong cộng đồng như những ổ dịch phát hiện tại các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, gần nhất là huyện Phú Xuyên. Phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn, khẳng định với đặc thù của một đô thị lớn, việc Hà Nội giữ được như ngày hôm nay là rất tốt. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đặc biệt lưu ý, Hà Nội vẫn phải rất cảnh giác, bởi trên thực tế, trên cả nước dịch đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng. Phó thủ tướng đề nghị Hà Nội phải sẵn sàng các tình huống sâu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn, không để bị động bất ngờ. Các giải pháp phòng chống dịch phải thống nhất. Theo phó thủ tướng, Hà Nội cũng cần tập sửa các phương án khác, như thí điểm cách ly f1, điều trị f0 có đủ điều kiện tại nhà, để xây dựng quy trình, tập huấn cho y tế tuyến dưới. Phó thủ tướng đề nghị Bộ Y tế bám sát lịch tiêm của Hà Nội để bố trí đủ vaccine tiêm toàn bộ người trên 18 tuổi, kể cả người từ nơi khác đến. Đối với học sinh, cần tập trung trước một bước cho những nơi bị dịch rất nặng trong thời gian qua, kể cả những nơi liền kề Hà Nội. Về vấn đề cho học sinh đi học trở lại, Phó Thủ tướng Hà Nội cho rằng Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh ở một số vùng, một số lớp đi học trở lại với một số điều kiện, cần tiếp tục đánh giá sát vấn đề này. Từ ngày 30 tháng 10 đến nay, Hà Nội đã liên tiếp ghi nhận 3 ổ dịch mới tại Hoài Đức, Lĩnh Nam, Mỹ Đình 2. Các bệnh chỉ điểm là hai mẹ con trú tại An Khánh Hoài Đức. Ngày 28 tháng 10, người mẹ là bệnh nhân DTH, xuất hiện triệu chứng sốt tự mua thuốc điều trị. Ngày 30 tháng 10, người này đưa con bị ốm vào bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh. Qua xét nghiệm sàng lọc, bệnh nhân và con đều có kết quả dương tính. Từ hai ca bệnh này, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra truy vết. Quả đó xác định thêm 6 F1 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này là hàng xóm và chồng con của bệnh nhân hát. Đây cũng là ổ dịch mới nhất tại Hà Nội. Đến nay ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng 8 F0. Ngày 31 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội công bố 8 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch mới ghi nhận tại Nam Dư, Lĩnh Nam. Các bệnh chỉ điểm là bé gái NTH, sinh năm 1998, địa chỉ tại Nam Dư, Lĩnh Nam. Ngày 30 tháng 10, bệnh nhi có sốt nhẹ, ngạt mũi. Bệnh nhi được đưa đi xét nghiệm cho kết quả dương tính. Sau đó, hai bệnh nhân NTH và NVK là vợ chồng được xác định là F1 nên được test nhanh dương tính. Hai vợ chồng bệnh nhân tiếp tục đi xét nghiệm khẳng định để cho kết quả dương tính. Qua điều tra truy vết, ngay trong ngày, lực lượng chức năng cũng xác định 5 trường hợp khác đều là người nhà của hai bệnh nhân này cũng có kết quả dương tính. Trong đó có 3 trường hợp sống tại Lĩnh Nam Hoàng Mai và hai trường hợp tại Ứng Hòa. Đến ngày mùng 1 tháng 11, chung các bệnh này tiếp tục ghi nhận thêm 8 F0. Các bệnh nhân có địa chỉ tại Hoàng Mai 4 k Hà Đông 3 k Ứng Hòa 1 k Đáng chú ý, 3 F0 tại Lĩnh Nam đều là người sống gần khu vực phong tỏa. Ngày 31 tháng 10, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc có kết quả dương tính. Các trường hợp còn lại đều là F1 của ca bệnh được ghi nhận trước đó. Ca bệnh chỉ điểm của ổ dịch này là bệnh nhân TVN, nam, sinh năm 1992, địa chỉ tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động. Ngày 29 tháng 10, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi. Ngày 30 tháng 10, bệnh nhân đi khám tại bệnh viện, được lấy mẫu làm xét nghiệm kết quả dương tính. Qua điều tra, ngay trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hai F1 của bệnh nhân TVN có địa chỉ tại Phú Đô và Mỹ Trì, Nam Tử Liêm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 1 tháng 11, chuỗi lây này tiếp tục ghi nhận thêm một F0. Trường hợp này là bệnh nhân NHT, Nam, sinh năm 1992, địa chỉ tại Trúc Bạch, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân TVN, tiếp xúc ngày 25 tháng 10. Ngày 30 tháng 10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Bên cạnh 3 ổ dịch mới nhất này, Hà Nội hiện còn 4 ổ dịch khác đã được ghi nhận trước đó bao gồm ổ dịch tại Sài Sơn Quốc Oai, ổ dịch Trần Quang Diệu, ổ trợ dừa, ổ dịch Bạch Chữ Tiến Thắng, ổ dịch ngõ 67 Giáp Bát. Với việc Hà Nội ghi nhận nhiều F0 cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã có thông báo mới nâng đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn từ cấp độ 1 chuyển sang cấp độ 2. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 4459 ca. Trong đó số F0 ghi nhận cho cộng đồng là 1709 ca. Số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2750 ca. Liên quan đến ca mắc tại chợ Ninh Hiệp, theo đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm, tình hình dịch bệnh liên quan đến chợ Ninh Hiệp rất phức tạp, liên quan nhiều người ở nhiều địa phương. Liên quan đến ca mắc này, CDC Hà Nội thông báo, tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2021. Người đến địa điểm trên được CDC Hà Nội khuyến cáo thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số đường dây nóng trạm y tế xã Ninh Nghiệp 0983 787 646 hoặc trung tâm y tế huyện Gia Lâm 024 6261 6435 hoặc CDC Hà Nội 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được hướng dẫn và tư vấn. Theo đại diện lãnh đạo xã Ninh Hiệp cho biết, hiện nay trên địa bàn xã Ninh Hiệp đã có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết, do là chợ buôn bán vải, tập trung nhiều khách hàng ở Hà Nội và cả một số địa phương khác, tình hình dịch COVID-19 ở Ninh Hiệp hiện khá phức tạp, liên quan đến nhiều người. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin covid tiếp theo